Hello anh em, video này mình sẽ lên cho anh em bản phở Lusut VNC update mới nhất. Bản phở Lusut VNC mới này fix vắng fix cập nhật Noki 100%. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt bản phở Lusut VNC này cho anh em nào chưa biết. Đầu tiên anh em hãy tải hai file này về cho mình. Một file là Login VNC, một file còn lại là phở Lusut VNC. Anh em hãy cài đặt bản Login trước Zablock VNC trước. Sau khi cài đặt xong anh em mở lên và đăng nhập tài khoản Zablock VNC của anh em vào. Sau khi đăng nhập xong anh em hãy thoát ra vào lại app Zachiever. Tiếp tục cài đè bản phở Lusut VNC này nữa là anh em có thể vào chơi như bình thường. Ok, chúc anh em thành công, nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em.